Xin kính chào quý bà con, quý cô, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì chiều hôm nay là thứ năm ngày 10 tháng 8 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua thành hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay. Chiều hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật thành giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật thành giá cả của một số là nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, thì thành hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi chiều hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá có biến động so với lúc sáng và so với ngày hôm qua. Thì cụ thể là giá thanh long lúc trưa và lúc chiều hôm nay thì giá đang có chiều hướng là giảm nhẹ so với lúc sáng sớm và so với ngày hôm qua, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Nên giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực miền Tây thì loại 1 dao động từ 16.000 đến 17-18.000, còn loại 2 dao động từ 11 đến 12.000, loại 3 dao động từ 9.000 đến 10.000 đồng một ký. Hàng giạt của thanh long ruột đỏ hiện nay ở khu vực miền Tây thì đang nằm trong từ 3.000 đến 4.000 đồng ký, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Giá chiều hôm nay thì giá giảm từ 3.000 thì so với ngày hôm qua, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng kho, tùy theo từng vựa. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nha quý bà con, tùy theo từng nơi. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì cũng đang có chiều hướng giảm nhẹ. Hàng đẹp dao động từ 14.000, 15.000, còn hàng sàn dao động từ 10 đến 12.000. Hàng giạt của thanh long ruột trắng đang nằm trong từ 2 đến 3.000 giá tại khu vực miền Tây. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp dao động từ 12.000, 13.000, 14.000, bò sàn thì 10.000, 11.000, 12.000. Còn hàng thường dao động từ 7.000, 8.000, 9.000. Hàng giạt của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì đang đóng dòng từ 2.000 đến 3.000 đồng ký, tùy theo từng nơi. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì chiều hôm nay giá cũng đang có chiều hướng đang giảm nhẹ. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 dao động từ 14.000 đến 15.000, loại 2 dao động từ 10.000 đến 11.000, còn loại 3 dao động từ 7 đến 8.000. Hàng giạt của thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì đang đóng dòng từ 3.000 đến 4.000 đồng ký, tùy theo từng nơi. Và tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con trong những clip tiếp theo trên kênh.